Em hôm nay sẽ đại diện tất cả những mạnh thường quân trao số tiền này cho anh, và anh sử dụng số tiền này thì dẫn với Yên đi chợ rẫy khám một chuyến nha. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hồi nãy 21 triệu mấy đấy không? Rồi em trao cho anh 22 triệu luôn. Để chờ cho đóng cửa lại nha. Rồi cố gắng lên nha anh nha. Dạ dạ. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại là Thép đang có mặt tại thôn Văn Hóa Liên Sơn 2. Ở video trước thì mình đã quay cho mọi người xem, mình đã trao cho bé Yên và gia đình số tiền là 20 mấy triệu để cho bé Yên đi khám bệnh viện Chợ Rẫy. Mà không biết tình hình là sau khi mà khám bệnh viện Chợ Rẫy thì cái kết luận của bác sĩ như thế nào. Thì cũng rất là nhiều khán giả đang mong đợi cái kết quả. Thì hôm nay thực hiện cái video hôm nay để dẫn mọi người đi lên nhà bé Yên hỏi thăm thử tình hình như thế nào. Thì mong mọi người hãy đồng hành cùng Thép với video hôm nay nha. Dạ chào anh. Dạ. Trời hôm nay hơi nắng. Đang làm gì anh? Dạ anh quên. Bữa giờ quên hỏi cái anh cái thuốc này là anh làm gì? Dạ dây kiến đinh đây mình cũng bán cho họ, người ta về người ta làm gì không biết dây kiến đinh anh. À làm thuốc hả? Dạ. Để trị bệnh gì ta? Em cũng không biết, tại đêm giờ anh bán dưới mỹ tường á. Nhiều ký? Dạ 18.000 anh. Khô á. Khô 18.000 ký? Dạ. Rồi một ngày anh hái bao nhiêu ký? Dạ một ngày em hái 70-80 ký vậy. 18.000 ký, 10 ký thì 180. Dạ mình giờ anh bầm ra phơi khô như kia anh à. À là một ngày mình hái 70-80 ký nhưng mà mình phơi khô ra dạ, được mình... 10 ký không? Dạ nó cũng một tạ gì cho nó cũng được 20 ký khô anh. À. Nó khô rang y nên là chưa khô. Chưa khô hả? Dạ. Bán làm thuốc hả? Dạ bán cho về dưới mỹ tường người ta làm thuốc gì mình không biết, chứ mà người ta đây kêu này là dây kiến đinh. À. Rồi, nó ở trên rừng nó nhiều. Nó dạ. Nhiều không anh? Dạ nó cũng thưa anh, mình đi tìm gì trong rừng không lú vậy. À, năm nay anh bao nhiêu tuổi hả? Dạ em sinh trong giấy tờ là em 1983. Nhưng 1983 bao nhiêu tuổi ta? Dạ giờ người ta tuổi người ta nói em là tuổi họ. Tuổi họ gì là 40 không, họ nhỏ. Đúng rồi, họ nhỏ. 39 anh. 39, em năm nay chỉ có 25 tuổi thôi. Mà anh kêu em bằng anh giờ tốn thổ. Không, em phải kêu anh bằng chú á. Giờ mà anh với anh. Nè anh Kha hả? Là anh Khang. À, bạn quay phim Tinh Minh. Dạ, còn anh Kha là không có ở đây hả? Kha không có ở đây. Mà gì ngờ. Dạ dạ đừng hỏi, khỏi ngồi dưới đất đi cho nó thoải mái. Tắt 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 cái ấy con. Khỏe chưa? Quay qua đây, quay qua đây nhìn. Mấy bữa đi cấp cứu, đi xe cấp cứu có ói không? À ói con lần hả? Ói có một lần à. Bật bữa nay tái gì đây, nó cũng hơi tái cho nó chưa có. Rồi đi về có ói không? Đi về đi xe hàng hả? Dạ. Anh đi về đi xe hàng hả anh? Dạ, em về đi xe của Như Quỳnh anh. À. Rồi đi khám bệnh bác sĩ nói sao? Dạ, bác sĩ vô lấy giấy máu xét nghiệm rồi em đi tổng quát. À. Bác sĩ này vô hỏi bác sĩ nói cháu không có gì hết, đưa giấy gì cũng tốt, cái gì cũng tốt hết. Dạ. Dạ rồi đưa cái to em xuống em lấy thuốc về. Dạ. Rồi bác sĩ hỏi có vô lại nó bác sĩ nói, bệnh cháu không có đáng gì hết. À, có nghĩa là khám không ra bệnh luôn hả? Dạ. Sao hay dữ ta? Ói gì mà khám không ra bệnh? Dạ, lên trên xe là ói từ bánh xe mình mua cái xe đó là nó có chủ xe đó, nó có cái nhà nghỉ. Ừ. Em vô trong đó cho cháu ăn cháo ói từ trong nhà nghỉ ói về đây lại luôn. Nói sao kỳ vậy ta? Qua có thầy Duy lên thầy Huy lên thấy cháu nó ói cũng thì nó
không biết chứng bệnh chạy lạ kỳ trời, ôi dữ. Tính ra đi khám hai bệnh viện rồi mà bệnh viện Chợ Rẫy không biết bệnh đi cũng bó tay luôn à. Bây giờ thấy mệt không em? Ờ phải rồi. Hai bệnh viện không biết bệnh viện gì, không biết bệnh gì thôi, cũng bó tay luôn. cũng hy vọng là khám cho nó ra bệnh, nhưng mà nó không ra bệnh thì mình cũng nửa mình cũng vừa mừng mà vừa lo. Lo là bé nó có một cái căn bệnh nào khác nữa. Mừng thì mừng bé nó không có bệnh gì, bác sĩ Chợ Rẫy khám không ra bệnh thì cũng mừng. Còn mình cũng lo là lo không biết là nó có tái đi tái lại không. Như gia đình chia sẻ là cứ là mỗi lần đi bác sĩ rồi về là vào bữa nó ói lại anh. Dạ, ngày qua mà xe về là ói bê mang ăn không uống. Rồi ngày qua em thấy gì nó mệt quá, em thấy cháu nó mệt. Rồi em chở lên chỗ người ta truyền tư, em truyền cho cháu 2 chai nước. Nguyên một buổi chiều tối không ăn hết. Sáng nay cháu nói ba con nói bụng ra mua hũ cháo nó ăn chút về. Rồi sáng giờ thấy cháu nó còn hồng hào. Mà là cháu chiều là vừa chiều là nó bắt đầu là cứ khoảng 5 giờ đổ lên là bắt đầu cháu nó thấy buồn nó ói. Bữa lúc mà em ói anh lên anh đứng đây em còn nhớ anh không? Nhớ hả? Cái bữa đó ói là không nói lên lòng mà vẫn còn nhớ anh hả? À tưởng nào không quên rồi chứ. Rồi bây giờ là khỏe rồi đúng không? Dạ. Mấy bữa đi sao mà ói? Đi làm hả anh? Dạ đi làm. À đi, mình ở mình đi từ sáng đi chiều về thì không sao, mà ví dụ mà đi qua chỗ này mà làm mà qua đêm qua đồ ở lại á là cháu bắt đầu là cháu thường thường cháu ói. Ừ kỳ ta, đi trong đi ra ngoài tỉnh thì ấy này đi xuống dưới chỗ gì nó làm với Đông Hải đây à, làm mua cái máy may dắt sổ xuống cho cháu nó làm dắt sổ rồi để sau này cho nó gì nó chỉ cho rành là đi vô cho công ty làm á. Giờ thấy cháu nó lớn nó nói miết nó lấy con giờ muốn đi làm, chứ giờ em của cái nhà cũng có người coi, giờ con đi làm kiếm được phụ cha phụ mẹ, chứ giờ mình cha mẹ đi làm biết là 4 gia đình 4 đứa nhỏ 3 đứa nhỏ nữa không ai lo nở. Ừ à, giờ này cháu nó vậy mình em cũng có tiền bà già bà góp đâu dây mượn gì bà góp từ ngày nóng nguội, giờ em biết bà cho mua giùm cái máy số 4.7 triệu. Rồi mấy bữa tiền đi khám bệnh hết nhiều tiền? Dạ chi phí trong đó hết luôn là 4.8 triệu. À khám tổng quát luôn hả? Dạ, khám tổng quát thì xong mình về đây tiền xe em đồ hết luôn là 4.8 triệu. 4.8 triệu. Dạ. Bữa là em trao cho anh bao nhiêu? Dạ 22 triệu. 22 triệu, 4.8 triệu cho 5 triệu, vẫn còn 17 triệu. Dạ. Là anh dự định là 17 triệu đó anh làm gì? Dạ em ở đây giờ em cũng nói thiệt với anh Duy luôn, thì gia đình em cũng khó khăn, em cũng chi phí là hết cũng giờ còn trong gia đình em cũng còn được 10 triệu. Dạ. Bữa em cũng gỡ cho người mấy người mà mượn người ta đỡ nói giờ hứa trả. Dạ. Em cũng trả chi phí cho bữa dưới đó em đưa giờ trước 2 triệu giờ cho nó bữa đi Sài Gòn, giờ trong nhà em còn 10 triệu. Giờ em tới đây thì em muốn nói anh Duy tới đây thì em còn bớt mà giờ em số tiền đây em có gỡ anh Duy lại cái số đây có đi chỗ khác có ủng hộ cho người ta thì em gỡ lại. Còn cháu thì trong bệnh viện người ta không lấy gì hết, thầy đây thì cũng chữa rồi vậy. Thì anh nói cũng có lý các bạn. Anh nói là còn vẫn còn 10 triệu anh sẽ gửi mình lại. Nhưng mà cái đó là cái số tiền của Mạnh Thường Quân để tài trợ cho gia đình mình là em không lấy lại tiền đó được. Bởi vì anh hãy sử dụng cái tiền đó để cho bé Yên nó ví dụ như tạo cái công ăn việc làm hay là làm cái gì, ví dụ như mua mấy may đồ á về nhà để lại cho nó may hay cho nó một cái công ăn việc làm nào đó nó gọi là nó ổn định hơn cho nó khỏi cho nó đi. Dạ. Thì anh cứ cầm số tiền đó lại đi. Chứ em cũng không có lấy số tiền đó lại đâu. Sợ nhiều hơn em cũng ngại là người ta nói con mình không bệnh không đâu mà số tiền đó mình xây sở rồi lấy để làm cho lợi cho gia đình mình không thì em cũng sợ người ta sau này thì nghĩ nói em là cũng dạng lừa đảo hay là để chiếm đoạt gì đó, em cũng sợ cái nghi gì đó. Dạ 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 em hiểu mà, em tin tất cả khán giả ở đây cũng hiểu. Thì anh sẽ để số tiền đó lại, còn dư số tiền lại thì tạo công ăn việc làm cho em ở nhà em làm nha. Ừ. Mẹ vô đây mẹ, sao mẹ ngồi rồi đó vậy? Chị vô đây. Rồi mấy bữa mua cái máy may là chị để ở đâu rồi? Ở Đông Hải á. Sao không đem về cho nó làm? Dạ tại vì chị nó đang đi học nghề á. À. Đem xuống đó cho dì nó tập cho nó. Thì nhà mình có mấy chiếc xe?
có một xe. Rồi em đi làm em đi lấy cái gì em đi? Chở xuống để dưới đó rồi chừng nào nó về nó điện xuống chở về. À, chở xuống để dưới đó hả? Xong bây giờ mua cho nó chiếc xe rẻ rẻ cỡ 5 triệu thôi cho nó tự đi. Rồi anh lấy xe này anh đi chặt thuốc. Cháu nó hồi đó giờ nó không có đi ra đường nhiều quá. Không biết lái xe hả? Dạ biết mà em sợ xuống thành phố mình nhiều hồi nó đi nó yếu á. À. Chứ bây giờ anh chở đi ngày đi ngày nào cũng chở nó mệt. Chở xuống nó để ở lại cái gì ở dưới đó thì dù ha dưới đó là khoảng tháng hay nửa tháng muốn về bị mình chạy thương trở về. Ừ, nhưng mà anh chia sẻ là để dưới đó nó bệnh mà. Thì đó nó đây trong chiều thứ bảy thì qua phi chủ nhật trở về lại thôi. Ừ. Là nó bệnh luôn hả? Là nó bệnh luôn á. Kỳ ta, cứ đi ra ngồi là bệnh à. Qua đêm không được nhờ. Nó chỉ là về đây là nó bực. Nó qua đêm nó không được, nó cũng có học cái nghề móng tay móng chân nó ra nghề rồi. Dạ. Mà chị gia đình cũng kinh tế cũng khó khăn, nó có tiền cho con đâu mở tiệm. Giờ nó cho giờ có tiền mở tiệm cho con xin đi học may. Dạ. Xin học may thì nó cho giờ vợ chồng khổ quá, nhờ cũng nhờ bà ngoại. Mà cũng dày mượn mình mua cái máy 4 triệu mấy. Dạ. Cái gì cho nó để xuống nó tập may rồi. Có nó lãnh đồ về nó may cũng được. Nó nhà dạ. Là khỏi đi là khỏi tỉnh, lần đi lần bệnh gì. Mà ai ngờ đâu xuống dưới đó má con đêm mà. Qua tới 12 giờ đêm trở đi ngược lại về trên đây rồi nhập viện. Dạ. Thì thôi, bây giờ lên thăm bé Uyên á thì thấy bé không có bệnh gì thì cũng mừng. Không biết là sau này như thế nào. Thì theo như cái ý kiến của anh là anh còn dư 10 triệu anh muốn gửi lại cho Thép, nhưng mà số tiền đó là chắc mình là không nhận được. Số tiền đó của Mạnh Thường Quân để trao gia đình, thì theo em thì sử dụng số tiền đó cho bé nó làm vốn cho nó có công ăn việc làm ấy các bạn ạ. Thì em xin phép gia đình nha. Còn mà sau này lỡ mà nó có bệnh lại thì có gì alo em nha. Dạ. Em giúp được gì thì em giúp dạ, thôi em chứ. Cũng tới đây em cũng cảm ơn vì tới đây em thăm gia đình em lúc bên trong mình xe bên chợ rẫy đưa về tới được thăm cháu em cũng rất mừng, rất cảm ơn chân thành của anh hai anh tới đây thăm cho gia đình em. Em cũng hết em anh là anh cảm ơn Mạnh Thường Quân chứ cảm ơn em làm gì. Thì trước thì cảm ơn Mạnh Thường Quân có anh ấy chứ còn một giờ bên Mạnh Thường Quân thì để hỗ trợ, còn anh thì anh trực tiếp anh đến. Yeah. Chứ Mạnh Thường Quân cũng chưa biết nhà rồi của em rõ ràng cái gì thì anh tới thì anh mới biết. Dạ. Anh tới cũng đây nữa là lần thứ hai là dạ. Dạ, dưới bệnh viện nữa thì lần thứ ba là anh cũng biết gia đình em. Em chỉ là cầu nối của Mạnh Thường Quân thôi chứ dạ. Em cũng chả giúp được gia đình gì gia đình mình nhiều. Thì cũng em cũng được rất là nhiều Mạnh Thường Quân tin tưởng dạ. Để làm cái nhịp cầu nối thì dạ. Giúp được ai đó thì cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Dạ. Thì anh cố gắng đi. Khi nào mà bé Yên nó có bị gì thì alo em, mà em giúp được gì thì em cứ giúp. Dạ. Đó. Rồi em cố gắng nha em nha. Dạ. Dạ. Con em cảm ơn Mạnh Thường Quân đồ là một cho anh nghe thử coi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ tiền cho con đi chữa bệnh. Ừ. Rồi được rồi. Mẹ có nói gì nữa không? Dạ giờ em cũng cảm ơn những Mạnh Thường Quân đấy. Ủng hộ số tiền cho con được đi chữa bệnh giờ nó cũng bớt rồi giờ về ngày em cũng cảm ơn. Ừ. Trước em cũng cảm ơn anh rồi sau cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, nhờ có anh em mới có nhờ số tiền đó chứ không có anh em cũng biết làm sao. Yeah. Rồi được rồi chắc là mình xin phép mình kết thúc video tại đây luôn. Thì rất một lần nữa Thép thay mặt gia đình cảm ơn tất cả những Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước, cảm ơn các bạn đã xem video của Thép nha. Các bạn yêu quý mình thì đừng quên bấm like đăng ký kênh để ủng hộ mình, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn.